mà quá. Trời ơi, tao nói hay thiệt nha. Tao nói diễn viên bây giờ nha, nó diễn hay cũng đâu có thua gì diễn viên hồi xưa đâu. Nè, để má ca con nha. Điệp ơi rồi đây nơi chốn thành đô nhà sẽ rực rỡ. Xin đừng quên bến đò xưa con sông nhỏ em ngày đêm dò gió mong chờ. Hay không? Má ca y chang luôn. Trời ơi nó thiệt chứ con nha. Hồi xưa mà má chịu đi gánh hát hả là bây giờ nổi tiếng rần trời luôn đó. Sao? Má thấy có tội nghiệp con Lan không? Trời ơi, mà tao nói thiệt nha, cái tuồng con Lan tao coi là tao khóc hết nước mắt luôn á. Mà tao nghĩ cái thằng cha soạn giả này tao ác thiệt á. Hai đứa nó thương nhau ha, thì thôi cho nó làm đám cưới nó ở với nhau đi. Không, để cho tới cuối cùng cho nhỏ chết chơi à, có phải tức giận không? Má à, duyên số mà má, trời định nữa, đâu có ai muốn mà được đâu. Đúng là duyên số à ha. Đó, cũng như con với thằng lúa đó. Hai đứa bay á, bây giờ như vậy đó, đúng là ông trời ông thử thách. Nhưng mà má tin á, một ngày nào rồi á, thì con với thằng lúa đó sẽ họp lại với nhau. Má tính chắc như vậy mà. Má, tự nhiên cái má đi coi cái lương về rồi cái má so con với anh lúa. Anh lúa của con á, không có bỏ con đi lấy vợ đâu. Trời ơi, nó dám. Nó mà lấy vợ khác hả? Không đủ một mình má để cho đừng nói tới con. Thôi, má đi ngủ đi. Ừ. Ôi trời ơi, đào có lừng quá. Duyên số mà. Vô đi. Chào anh Bình. Chào em. Nói nghe nè. Tối hôm qua anh nói chuyện với chị chưa? Nói chuyện gì? À, mà tối hôm qua cũng giờ trễ quá, anh không biết về mấy giờ nữa. Thôi, có gì để trưa anh nói chuyện với cổ cho. Em đi làm đi, anh lên công ty à. Dạ, chào anh. À chị Cúc. À, chị cho em nói chuyện với chị một chút được không? Ủa? Bình, bữa nay tới sớm vậy? À anh Dương, hôm nay anh cũng tới sớm nữa hả? Sớm chứ anh, bữa nay có cuộc họp quan trọng mà. À anh Bình à, anh có thảo cái kế hoạch mà quảng cáo cho ông cổ chưa? À chưa, vì mấy bữa nay bận nhiều việc quá nên chưa có nghĩ ra. À nếu vậy thì để tôi trình cái kế hoạch của tôi cho sếp coi. Mà tôi cũng thảo sẵn cái kế hoạch của anh luôn rồi. Tôi trình hai cái tiếp xích cái nào thích sếp làm cái đó nha. Vậy thì hay quá, nếu mà hay á chắc sếp sẽ duyệt thôi. Cảm ơn anh. Chị tính hỏi tôi là có tin chị không chứ gì? Chị thử trường hợp chị làm thôi. Thì mà tôi nghĩ trên đời này bất kỳ bà vợ nào khi nghe câu chuyện này họ đều không tin, nhất là người kể lại là chị nữa. Chị mà không có tin á, ngày mai tôi với chị lên cái chỗ phòng tập á, hỏi hết mấy người đi, người ta nói cho mà nghe. Không phải vậy đâu. Để làm cái gì? Nếu như mà muốn thì mình có thể chuẩn bị trước được mà. Cho họ một ít tiền, muốn họ nói cái gì mà không được. Với lại anh Bình ảnh nhiều tiền lắm. Chị còn nói gì nữa không? Nếu không thì chị lo làm việc đi. Tôi chuẩn bị đi làm. Hôm nay tôi có nhiều việc phải làm.
Bây giờ có nói gì cô cũng đâu có tin. À Tám nè. Gì vậy anh? Con Thơm đi làm rồi hả? Rồi nó cơm nước gì chưa? Rồi, nó lên nhà cậu Bình rồi. Kỳ quá. Nói với con Thơm á, trưa nay nó ở phòng trọ nó ăn cơm đi, tụi mình đi ra ngoài ăn với nhau nha. Ờ vậy cũng được, để em nhắn lại với nó nha. Nghĩ cũng hay, anh không nghĩ là từng tuổi này rồi mà anh còn... Còn gì? Nè nha. Trời ơi, kỳ cục quá à. Làm quê muốn chết luôn à. Quê cái gì? Bộ không phải vậy sao quê? Nó kỳ quá à. Kỳ lạ phải không? Kỳ cục. Trời ơi, già rồi mà kỳ quá đi. À, chị, hôm nay chị khỏi phải làm nữa. Hôm nay chị về. Ủa, tại sao vậy chị? Tại vì bây giờ tôi phải đi làm rồi. Nên có gì ngày mai chị tới làm sao? Dạ, để tôi đi về chị. Ừ. À, chị Thông. Dạ. Tôi xin lỗi, lúc nãy có gì chị bỏ qua nha. Tôi nóng tính quá. Dạ, không sao đâu, tôi hiểu mà. Thế tôi đi về nha. Dạ. Dạ, chào sếp. Chào sếp. Sao không? Sao, buổi họp bắt đầu chưa? Dạ, chờ sếp ạ. Ừ, tự nhiên, bắt đầu đi, ha. Dạ. Ừ. Dạ, thưa sếp, thưa các đồng nghiệp. Tóm lại là chúng ta kết hợp ảnh của cô Thơm và các người mẫu, các diễn viên nổi tiếng á, là nhằm tạo tiếng vang cho sản phẩm và nói lên ý đồ của nhà sản xuất là sản xuất ra cái sản phẩm cho giới bình dân. Sếp thấy không? Cô Thơm là người bình thường mà vẫn mặc đồ thể thao, mặc đồ tennis như các minh tinh màn bạc nổi tiếng. Sếp thấy sao ạ? Vừa rồi cậu có nghe ý, bây giờ theo cậu thì cậu thấy sao? Dạ cũng được, nhưng cậu có ý gì cậu cứ nói, anh em trong nhà không mà cậu ngập ngừng làm gì? Sao? Ý tưởng của anh Dương tuy tốt, cảm ơn anh, nhưng chưa làm nổi bật được ý tưởng của nhà sản xuất muốn hướng đến. Tôi thấy hình như là nó cũng có một chút gì nó hướng tới cái giới bình dân. Thì tôi thấy cái điều này nó cũng tốt thôi. Dạ. Hả? Nhưng mà vậy, cả hàng trăm nhà sản xuất khác á, giá cả thì rẻ hơn, thậm chí còn tốt và đẹp hơn nữa. Nhưng họ có cả hàng tá, những người mẫu ngôi sao thế giới. Ông cổ muốn mượn đến cô Thơm á, là để cho chúng ta tìm được những ý tưởng mới lạ, thật đời thường, chứ không phải mặc bộ đồ vô mà người thường có thể biến thành ngôi sao được. Hay, tôi thấy cũng được. Nhưng mà rồi thế này nè, như vậy thì bây giờ riêng cậu, cậu có ý tưởng gì không? Có chưa? Dạ, tạm thời thì chưa. Như không? Thôi thế này nha, tôi cũng rất thông cảm cho cậu chuyện này. Nhưng mà thế này nè, chúng tôi cũng hơi gấp đó. Cậu cứ bổ sung ý tưởng của cậu sớm như là tốt nãy. Tôi đang chờ nha. Ồ, không, bây giờ thế này, buổi họp đến đây tôi thấy là nên tạm dừng lại đi. Bởi vì tôi có thời gian, tôi đang có công việc nha. Các bạn nghỉ đi rồi mai chúng ta gặp tiếp nha. Dạ. Rồi. Thôi chào nha. Dạ sếp ơi, sếp. Dạ chờ em chút. Có chuyện gì? Dạ thưa sếp. Dạ sao em không nghe sếp có ý kiến về cái... Cái gì?
Dạ cái... Có cái này hay hơn nè. Dạ cái gì sếp? Hãy đợi cậu Bình xong đi đã. Rồi tôi sẽ so sánh. Xem cái nào được thì tôi sẽ cho tiến hành. Nha. Thôi cậu yên tâm. Hồi nãy nói sao? Tôi nói sao? Anh nói là kịch bản tôi có vấn đề là sao? Nè, anh cứ bình tĩnh đi. Tôi không có nói như vậy. Ý tôi nói cái hợp đồng lớn, nên chúng ta phải cần chuẩn bị cho kỹ càng. Phải tìm kiếm cái mới lạ chứ. Ý anh nói là tôi ẩu tả chứ gì? Cái này tôi cũng không có nói. Anh không nói mà ý anh vậy chứ đúng không? Mà anh làm sao vậy? Chứ không phải hồi nãy anh nói, anh đưa ý kiến cho tôi tham khảo thôi sao? Anh làm gì đi, tôi đi ra ngoài. Mà nghĩ cũng lạ, tính lên đây kiếm thằng con, không về xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. À, nhắc mới nhớ, anh quên hỏi em nè. Hôm bữa nó gọi về cho em có hỏi nó tại sao là nó biết hai mẹ con em đang ở đây không? Thì nó nói là bạn nó coi tivi, rồi bạn nó cho nó hay. Mà có chuyện gì không anh? Không. Nhưng mà sao anh có cái linh tính là nó còn ở đâu đây đây nè. Và cái người mà bữa hổm mình gặp á, chắc chắn là nó. Em thấy có trùng hợp không? Tại sao má con em vừa đi là cái thằng kia nó xuất hiện à? Nhân. Yeah. Mình đi dạo một chút nha anh Nhân. Đi thì đi. Anh ăn đi. Có mình anh ăn hả? Ừ. Em ăn với anh chứ. Ủa? Vậy là em ăn với má rồi. Em không có ăn với má. Má có người khác lo rồi. Ai vậy? Bác Chí đó. Dạo này hai người thân thiết lắm. Không chừng anh về anh gặp bác Chí. Anh kêu bằng Dượng đó. Bậy. Ta lớn tuổi, bạn già với nhau thôi chứ má mà đâu có nghĩ gì. Từ khi ba mất tới giờ má không có nghĩ gì hết trơn á. Thôi ông xã ăn đi. Nè em có đem mấy món mà ông xã thích đó. Cái gì đây? Tuy rằng là em không có nấu. Ừ. Nè để em gỡ lên trên coi nè. Rau muống xào nè. Cơm trắng nè. Ừ. Cá lóc kho tộ nè. À, ơi, ngon. Canh chua nè. Nước mắm nè. Có giờ này đỏ phải không biết mà. Đũa nè, muỗng nè, ăn đi. Em lo chu đáo cho anh quá à. Có người vợ thì thiệt đó. Làm sao tôi bỏ được. Thôi mà. Tôi nói thiệt sau này đó. Em đừng lo, em ngồi không em ăn. Anh lo hết. Thôi mà ăn đi, mọi chuyện để em lo. À mà ông xã nè, em mới nhận cái quảng cáo, nhiều tiền lắm luôn á. Cái gì? Em nhận quảng cáo? Ừ. Người ta quay quảng cáo cho em đó hả? Đúng rồi. Trời. Quảng cáo lớn lắm á, nhiều tiền lắm á. Trời ơi, đạo diễn phim ơi, có biết nhìn người không vậy? Vậy mà quay quảng cáo ai coi? Trời ơi, có nhìn em không hay là... Thôi đừng có giỡn anh em vậy mà quảng cáo cái gì? Ông xã kỳ quá à. Biết đâu người ta quay quảng cáo cái xấu của em. Rồi cái em nổi lên thì sao? Thôi, đừng có nói gì. Em lời quảng cáo sao lại ta quê buồn. Còn không được đẹp nữa. Quay cái gì mà quay? À, lúc này có gặp anh Bình không? Dạ có, gặp thường xuyên. Gặp thường xuyên hả? Ông xã... Ông xã đừng có nói ông xã ghen nha. Ông xã lên thành phố bấy lâu nay, em không có ghen ông xã thì thôi. Ngược lại ông xã còn ghen với em nữa. Đâu có ghen. Anh mà ghen cái gì, nhưng mà không phải. Nhiều khi
vợ của mình quan tâm vậy thôi chứ thấy quay ghen, đi gặp nhiều lần nhiều người thì anh hơi quan tâm chứ gì. Ngưng lại, vậy là ông xã nhìn em nè, thấy em đẹp lắm không? Đẹp gì? Em mà đẹp hồi nào, quá đẹp. Nhưng mà cái phải quan trọng mới được. Biết gì sao? Tại vì cái người đàn ông cái tánh kỳ lắm, đâu phải đẹp mà người ta thích đâu. Nhiều khi em cái xấu của em mà em hay được cái gì đó từ người ta. Ông xã nói gì em không hiểu. Thôi ông xã ăn cơm đi, bây giờ em phải đi làm nha. Đi đâu đi? Nhưng mà nhớ không có được tiếp xúc nhiều. Chuyện nào làm ăn là thôi, chứ gặp thường là gặp chi. Thôi đừng có ghen quá đi ông nội ơi. Ông xã ăn cơm đi, em đi làm nha. Ăn ngon ha. Nhớ không có gặp thường xuyên ai hết. Em biết rồi, em đi làm trễ rồi. Lo cho má nha. Em biết rồi. Thường xuyên. Tại sao phải gặp thường xuyên? Em. Sao anh không kêu em dậy để ăn chung cho vui? Anh thấy em ngủ ngon quá nên anh không dám gọi. Chiều nay anh có rảnh không? Em tính về đây để... Anh phải đi gặp khách hàng rồi. Vậy thôi. À Thơm. Dạ chú Bình. Anh đã nghĩ ra ý tưởng rồi. Ngày mai anh sẽ sắp xếp thời gian quay thử cho em đó. Ý cái gì mà lẹ vậy? Em chưa có chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì nữa? Phải quay thử mới biết mình thiếu sót chỗ nào mà khắc phục chứ. Ngày mai em có rảnh không? Vậy đi. Quyết định như vậy đi. Anh phải đi làm đây. Anh đi làm nha. Em coi dọn dẹp giùm anh. Dạ. Chị Thơm à? Dạ cô Cúc. Sáng nay chị có thấy anh Bình ảnh... Mà thôi đi. Không có gì. Chị dọn giùm em nha. Dạ cô Cúc. Ủa sao cô không ăn nữa? Em hơi mệt. Nên thôi chị dọn đi. Em không ăn đâu. Anh Bình, có khách đang đợi anh. Ừ, em làm việc đi. Dạ. Ai mình? Ừ, chào em. Sao lâu rồi không thấy anh gọi cho em thế? Thì anh bận quá. Mà hôm nay em lên đây có chuyện gì không? Anh Dương hẹn em lên đây bàn công chuyện. À, thôi vậy em đợi anh Dương đi nha. Anh đi làm việc ạ. Ủa, anh tới đâu chưa? Mời anh. Mời anh. Em, Châu. Bộ công ty mình có hợp đồng quảng cáo nhỏ hả? Hợp đồng thì có, mà nhỏ hay nhỏ thì sao? Tức là nếu lớn này thì anh Bình làm rồi, mắc mới gì tới anh Phương. Thôi đi, làm đi, nhiều chuyện quá. Kịch bản xong rồi nè, em xem có được không? Trời, sao ngắn vậy anh? Em xuất hiện có chút xíu. Anh biết, anh hiểu. À, em có muốn tất cả hợp đồng quảng cáo của công ty này thuộc về em không? Tất nhiên rồi, làm nghề này ai cũng muốn vậy hết. Anh giúp em ha. Được, anh giúp em. Nhưng mà trước khi anh giúp em thì em giúp anh chuyện này nha. Ừ, được. Khi xong việc, tất cả hợp đồng quảng cáo của công ty này thuộc hết về. Anh nói đi.
Em nghe. Dạ dạ. Có gì ngày mai sếp sắp xếp thời gian xuống xem thử nha. Dạ dạ. Chào sếp. Cô Châu, photo giùm tôi mới tài liệu này. Anh Thế. Dạ. Chuẩn bị đi, ngày mai quay thử cho cô Thơm đó. Ủa có sớm quá không anh? Phải sớm chứ, để còn mà liệu bề tính tiếp. Dạ rồi. Anh Dương. Dạ. Ngày mai có rảnh thì ghé qua chỗ quay thử, có gì góp ý cho tôi luôn. Anh yên tâm, để tôi lo. Ừ. À, mà hồi nãy cô Lan tới tìm anh có chuyện gì vậy? Thì có cái hợp đồng quảng cáo nhỏ thôi mà. Nhỏ lớn gì, mỗi người một tay cho công ty. Ok, vậy tôi vào làm. Dạ. À, cô Châu, cô kêu cô Thơm giùm tôi, tôi có việc phải bàn, ngày mai quay thử. Với lại sao hôm nay tôi làm biếng ăn quá. Chút nữa mọi người đi ăn, nhớ mua giùm tôi phần cơm nha. Dạ. Cô Châu, cô thảo ngay cái bản hợp đồng cho cô Lan. Tôi biết rồi, mọi người cứ đi ăn trước đi. Anh Bình ơi, em nè. Ờ, vô đi em. Em mua cơm cho anh nè. Ừ, em ngồi đi. Anh có cái này cho em coi nè. Có anh Bình trong đó không? Dạ, anh đang nói chuyện chị Thơm trong phòng đó chị. Dạ. Em vô kêu ảnh cho chị nè. Thôi được rồi, tôi tự vô được. Hai người cứ làm việc đi. Nè, em coi đi. Em coi có cái gì không hiểu thì anh giải thích cho. Em yên tâm đi. Thôi không được đâu, kỳ lắm. Người ta thấy thì chết. Trời, cả ngàn người thấy cũng đâu có sao. Thôi, ngại lắm. Ngại gì không biết nữa. Em. Xin chào. Em đến đây hồi nào vậy? Sao không báo trước cho anh? À, em tính tới rủ anh đi ăn cơm trưa. Anh đã nhờ mọi người mua đồ ăn cho anh rồi. Với lại anh đang bằng công việc với Thơm, để ngày mai quay thử. Thôi được rồi, không sao, hai người cứ tự nhiên. Lẽ ra là anh phải đi với chị đó. Cổ không có sao đâu mà em lo. Em không phải là lo cho cổ. Không lo cho cổ, chứ bộ em lo cho anh hả? Em lo cho hạnh phúc hai người thôi. Hai người cứ gây nhau hoài như vậy, làm sao trong nhà mà vui nổi chứ? Tại em không thấy cái cảnh Cúc bắn nhiếc anh hôm đó. Với lại còn chuyện... Nhưng mà chị tới đây chị đã về với anh rồi. Chị rủ anh đi rồi anh còn muốn gì? Với lại hồi sáng này em thấy chị buồn. Chị tính nói chuyện về anh đó. Nhưng mà cái thôi chị không nói. Nhưng mà em nhìn, em biết. Cái chuyện này anh không có quen. Anh nói không quen hả? Anh chiều chỉ quen rồi, chỉ cũng quen anh chiều chỉ nữa. Bây giờ hai người xảy ra như vậy, hai người hiểu lầm với nhau, hai người đang thay đổi rồi đó. Bây giờ tìm cách làm quề lại đi. Đi. Đi nha. Đi, đi ăn với chị đi. Gọi điện thoại kêu chị đi ăn đi mà. Đi đi. Ừ, anh đi. Thì gọi điện thoại đi. Gọi đi. Alo, em hả? Ủa, em không có đi ăn sao? Vậy anh đến đài để rước em đi ăn nha. Vậy anh tới nha. Thấy chưa?
Có một cuộc điện thoại thôi là xong chuyện. Vậy để em ăn hộp cơm này cho. Đi đi. Đi đi, đi 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 đi. Mau lên. Ra đi. Từ từ. Xiên quá, làm việc không ngơi nghỉ à. Hay thiệt. Chà, nó làm việc gì rồi không biết có thì giờ nói chuyện với tôi không ta? Dạ có chứ. Con chào bác Chí. Ừ. Dạ có chuyện gì không bác? À, muốn hỏi con là bữa giờ bà con còn nhắc tới cái chuyện mà của con với cậu Bình không? Dạ hết rồi. Dạ cậu Bình với cô Cúc làm lành lại rồi. À. Nên không có ai còn nói tới nữa. Vậy thì tốt. Dạ. Nói thiệt tình bữa đó tao cũng lo cho bay dữ lắm đó nha. Tao sợ cô Cúc á. Trời ơi cổ cũng nóng dữ lắm mà. Không có đâu bác. Cô Cúc là người hiểu chuyện mà bác. À. Dạ. Nè. Dạ. Làm việc thì cũng vừa vừa phải phải thôi. Thấy không? Con người chứ đâu phải cái máy. Làm quay rồi bệnh chết. Rồi còn việc bên phòng trọ nữa. Ở bệnh nhiều việc lắm phải không? Dạ không có sao. Phòng trọ con làm hết rồi. Đơn giản thôi mà bác. Vậy ha. Dạ. Thiệt vậy đó ha. Dạ thiệt mà. Lại ở bên đó cũng vui lắm á. Vui? Có. Dạ. Có ai? Có ai? Hả? Cô Lan. Cô Lan. Thôi vậy cũng được. Nè. Thôi làm rồi cái nghỉ đi ha. Làm quá rồi bệnh đó nghe không? Dạ. Thôi bác đi xuống dưới đó đi. Thôi rồi mát con chờ. Thôi làm đi. Ủa bác chưa đi nữa hả bác? Dạ, em tên Hồng, em mới dọn đến đây ở. Xin lỗi cô, hồi nãy giờ tôi tưởng nó là bác Trí bảo vệ. Dạ thôi, không có chi. Bông trên này là chị trồng hết đó hả? Ừ, một tay tôi trồng hết á. Ừ, hoa này đẹp quá. Ừ, hoa này là hoa hồng, đẹp như nhà là những người tên Hồng vậy đó. Tặng cho chị vui tánh quá à. Mà nãy giờ nói chuyện với chị á, em không biết chị tên gì. Tôi tên Thơm. Dạ. Cái này đẹp quá chị. Ủa mà cô ở đâu? Dạ em thuê ở tầng 3 ở chị. Ờ. Dạ. Chị tặng em hả? Tặng cho cô đó, quà gặp mặt lần đầu tiên đó. Tiền hả chị? Chị nhớ bảo vệ nó nha. Dạ em cảm ơn chị, em sẽ chăm sóc cẩn thận cho nó. Ủa anh Bình, xong hết rồi hả? Ngon lành rồi. Trời, sướng quá ta. Anh chuẩn bị đi gặp ông cổ nói chuyện nè. Mai có gì anh sẽ mời ông tới dự buổi quay thử luôn. Lúc đó em nhớ là thể hiện cho tốt đó nha. Em biết rồi, yên tâm. Mình đi ăn anh Bình ơi. Ừ, thôi anh đi nha. Ờ, mà lát nữa em tự kêu xe tới phòng tập đi nha. Dạ, em biết. Ừ. Nghe không? Uống thêm đi bác. Không uống nữa. Bác cứ uống đi, cháu mời. Hôm nay cháu đang vui. Rồi. Xin lỗi. Tôi có việc phải ra ngoài. Xin phép cậu tôi về. Dạ. Dịp khác gặp lại. Chào bác. Ha. Tao nè. Sao? Công việc tao giao mày sao? Phải dễ chứ sao? Thôi được rồi. Lo công việc cho xong đi. Tao không có quên ơn mày đâu. Ủa? Sao còn có mình anh vậy? Ông cổ về rồi. Hôm nay anh phải ở lại đây với tôi đang vui mà. Vô đi. Thôi, bây giờ cũng trễ rồi, còn chị ở nhà chị chờ đó. Kệ,
Tôi đang vui mà. Bây giờ á, bà không có nói gì đâu. Anh yên tâm đi, nhậu tiếp với tôi. Vậy anh chờ cháu. Dạ chờ chút xíu. Rồi. Alo, Lan hả? Ừ, anh nè. Anh có chuyện cần gặp em. À mà không, không phải, anh Bình. Bình cần gặp em. Này, vô đây. Rồi đi em. Ủa, Lan, em cũng tới đây à? Ngồi xuống uống nhanh cho vui. Anh nói em có sai không? Anh nói không sai, mà thầy nói cũng vậy nữa. Uống đi. Vô. Lan à, nó sai quá rồi. Hay là tối nay em đưa nó về nhà em ngủ ha? Như vậy có tiện không anh? Tại ngày mai... Tại bị cái gì nữa? Như vậy là đúng ý em rồi, còn nói cái gì nữa? Không. Em biết rồi. Nhưng mà em còn thấy sợ sao á. Sợ cái gì? Em có coi bói rồi mà, đúng không? Thì đâu có nói sao. Đây nè, người yêu và sự nghiệp gia tài của nào ngồi kế bên em đó, ráng giữ lấy, đừng có để vụt mất. Cơ hội chỉ có một lần thôi, không có lần thứ hai đâu. Thị xã Phủ Lý được công nhận là đô thị loại 3 năm 2006. Và giờ đây đã chính thức trở thành thành phố Phủ Lý trực thuộc tỉnh Hà Nam theo nghị định của chính phủ ngày 9 tháng 6 năm 2008. Mày về chưa? Rồi, về rồi. Không sao đâu, mày nói đi. Lúc trước gặp mày đã khó, bây giờ gặp còn khó hơn. Tao nói cho mày biết nè, hồi chiều ông Trường gặp tao, hỏi thăm cho mày á. Rồi sao? Thì cũng như mọi lần thôi, tao nói là tao không biết. Bây giờ mày đã có người lo rồi, cũng đỡ cho tao khỏi chạy qua chạy lại, để cho người ta khỏi theo dõi. Thôi, tao nói cho mày biết nè, ráng lo cái vụ này đi nha. Rồi đi làm lại đàng hoàng, chứ không lẽ mày cứ trốn chui trốn nhủi vậy hoài sao được. Ừ, tao biết rồi. Nhớ nè, bây giờ chỉ có một người kiếm mày thôi. Sắp tới 2-3 người kiếm mày, tao cho mày biết lúc đó hả, 10 thằng như tao cũng đỡ mày không nổi đâu, nghe chưa. Được rồi, để tao thu xếp lẹ cho, yên tâm đi. Ừ, ghê. Thôi tao ngủ nha. Ừ, ngủ đi. Sí, no me digas nada.
Sao lại ở đây? Thì em đưa anh về. Rồi, đi. Có chứ sao không? Chết rồi. Anh yên tâm đi. Cả hai cùng muốn. Em có nói gì đâu. Không phải vậy. Anh nhớ. Anh nhớ cái gì? Em chỉ nhớ rằng anh rất là dữ dội thôi. Anh xin em. Em đừng có nói. À thì ra anh trốn tránh trách nhiệm đúng không? Không phải. Ý anh là mấy giờ rồi? Em có thấy điện thoại anh không? Em tắt máy để trong ngăn kéo kìa. Tại sao em tắt điện thoại của anh? Sao không tắt? Cả đêm qua vợ anh gọi cả đêm, mất hết cả hứng. Trời ơi, chết anh rồi. Bấm đi, đu ly qua, ừ. Cắt. À, dạ thưa sếp. Dạ, anh Bình chừng nào tới vậy sếp? Bực mình ghê. Thôi tôi hiểu rồi. Sao sếp? Chắc nó nghĩ là mình đang ở trong phòng tập thể dục. Trời ơi, làm ăn gì kỳ cục rồi sao nghĩ vậy được? Tới giờ... Ơi vậy mới bực mình để chứ. Lỗi sếp, không có điện thoại. Bình. Nghe đi. Alo. À, tôi đây anh Bình. Thì đó, tôi... Thì ngày qua mình bàn rồi. Làm đúng theo ý tưởng của anh á. Chứ tôi đâu dám làm bậy đâu. Dạ. Trời ơi, ngày qua mình bàn có bàn rồi, đúng rồi. Chắc anh sai quá anh không nhớ. Chắc anh sai quá anh không nhớ á. Dạ. Rồi. Sao? Anh tới không được hả? Rồi. Ủa ngày qua anh không về nhà hả? Vậy qua anh ngủ ở nhà cô á. Rồi, yên tâm, tôi ráng giấu. Rồi. Ok. Chuyện này phải được giữ kín. Em không được nói cho ai biết đó nghe. Nhớ chưa? Nó nói gì trong đó vậy? Dạ thưa sếp, anh nói là bữa nay anh tới không được. Anh kêu em chỉ đạo buổi quay hôm nay. Tại sao cậu biết hôm qua nó sai mà cậu không đưa nó về nhà mà để cái tình trạng này xảy ra đây là sao? Dạ thưa sếp, em muốn đưa nó mà tại vì... Sao? Dạ... Tại sao? Dạ tại... Nói! Tại qua anh ngủ nhà cô Lan người mẫu. Trời ơi là trời. Mày xài bóng sát đến cái độ mà quên hết cả công chuyện làm ăn cái nỗi gì. Trời ơi. Không bây giờ vậy nè. Ông thông cảm nha. Bữa nay cậu Bình tới không được nha. Rồi chừng nào cậu Bình mới tới? Cậu Bình không đến được. Bây giờ để cậu Dương thay thế cậu Bình nè. Cậu làm thử đi. Đây là cơ hội của cậu đó. Dạ. Làm đi. Dạ cảm ơn sếp. Rồi. Thôi, vậy đi. Ông cho bắt đầu nhanh đi. Rồi, cho bắt đầu đi nha. Rồi, ông thông cảm. Mày!